것입니까? 시련의 낭비라도 해야 하겠구나. 한 명의 외척을 참살하여 만백성이 변할 수 있다면 그리해야 하는 게 군함이요. 그건 군왕의 자격이 없는 것이옵니다. 이거요. 단 하나의 억울한 죽음도 없이 만백성을 구할 줄 알아 참다운 군왕인 것이옵니다. 하나의 죽음은 열을 구할 수 있는 사람은 그저 소인에 불과할 뿐이옵니다. 소세들은 제가 직접 처리하겠사옵니다. 소세가 직접 강상인을 심문하여 죄의 유물을 가려내겠사옵니다. 그리고 영의정의 결백을 반드시 밝혀내겠사옵니다. 제가 국왕의 자리에 있는 한 죄 없는 신하를 참하는 일은 절대로 없을 것이옵니다. 그럼 세상을 보유해서 끌어내릴 것이오. 이 계속해서 날 막는다면 양의 명령으로 내가 다시 부리할 것이오. 삼왕전하, 오일을 벌 강호가 되어있다는 날 막으시오. 주상의 영상을 보면 대다세 검근 영상 죽일 필요가 없소. 선택하시오. 장례의 영상을 버리겠소. 저의 안녕을 위해 주상의 공을 포기하시겠소. 말씀해보시오. 주상은 인생이라고요. 주상에게 더 소중한 것은 무엇이오? 주상이 더 지키고 싶은 것은 무엇이오? 논관윤, 예, 두배하. 부탁할게 있네. 예, 진간시옵사. 님 được giữ đức minh tại chiêu hay chấm in. 김 소방리, 예. 나이 유도이. 그래, 어찌 되었는가? 무사히 다행도 안 되었는가? 둘러주도 다이
난 이 비싼 도성으로 향하다가 여기 늘은 일감 속도야. 싸워. 개인은 악한 빚과 공, 대단 공간 도이던 모두거든.
위금의 자매가 전하시오. 마오매장 의성대수가 거의 뛰고 내리도 마오매장 마오매장이 뛰고 전하시오. 위금의 이제 그만 확방된 거의 나오는 고통에서 벗어나라 전하시오. 예전 thưa bệ hạ, khởi sự truyền lại những gì ngài nói.
cô xin phép bà. Rồi sẽ một ngày con hiểu cho ta. Ngày từ bỏ cái hy vọng đó đi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nếu con hiểu được ngài thì chứng tỏ con đã trở thành như ngài. Xin bệ hạ phế bỏ trung ý của ông ta. Hoàng hậu nương nương sẽ đi quan tài trực tử và quyền quyền của hoàng thượng. Người nói gì cơ? Bệ hạ, con gái của hoàng ta không thể rời vị trí hoàng hậu nữa. Xin bệ hạ chấp nhận thỉnh cầu của chúng thần. Xin bệ hạ chấp nhận thỉnh cầu của chúng thần. Hoàng hậu có phạm tội phản quốc không? Không ạ. Nhưng mà hậu sinh ra đã là con phản tặc sao? Vậy là ngay có dấu chuyện đó sẽ trở thành hoàng hậu không? Tại sao các ngươi yêu cầu hoàng hậu phải chịu lỗi của cha kia? Bệ hạ, thân là hoàng thân thì phải làm gương cho người trong thiên hạ. Sao lại có thể để con gái của tội thần phục vụ công chúa không hiểm chứ? Thân lỗ bạch đức sẽ dễ biểu hoàng thân khi chứng kiến điều đó. Ý nghĩ là để làm cho tôi thiệt hả? Ta phải đưa mẫu thân của các con ta đi để lấy mẫu bên trời về trong đông gói sau. Người yên bất định sẽ tôn trọng một gia đình như thế sao? Các người là kiểu người như vậy. Các người thân sự không biết sự thật đằng sau chuyện này là gì sao? Khi nhà vua bị sai lầm, thần tướng đã điều mạng các giặc. Nhưng mà các người đang làm gì đây? Người phụ sạch sao mi, những bộ cực cực. Bởi vì là đối xử người như kẻ loạn điên. Đó là chỉ dụng các người với tư cách là bầy tôi của ta sao? Từ hôm nay trở đi, nếu cuộc dân sớm đổi sự hoàng hậu, thì hãy điều ra lý do hợp lý mà ta có thể cấp chịu được. Bất kỳ kẻ nào thỉnh cầu điều gì mà không có lý do thuyết phục được ta, thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc như tội công hạ. Trong khi bản thân là một mến quan triều đình, đã từ hiểu rồi chứ? Dân thưa bệ hạ, dù bây giờ họ đang bị kiềm lãm hơn, nhưng họ vẫn là người nhà của nàng. Sẽ không ai có thể đối xử thô bạo với họ được. Ta sẽ cố gắng để đưa họ trở lại vị trí của họ càng sớm càng tốt. Hoàng hậu, thần thiếp có điều muốn hỏi. Nàng cứ hỏi đi. Sao bệ hạ lại không thể làm được gì vậy? Ta xin lỗi. Ta nhưng chưa đủ mạnh để nhận được hương quang sẽ không cần mang anh chị. Có thực sự là do ngài chưa đủ mạnh không? Thần thiếp không có ý gì hết. Dù thượng hoàng luôn nghiêm khắc, hai ông ấy cũng sẽ nhượng bộ như con cái. Vậy nên thần thiếp mới mạo muội hỏi. Nếu ngài thật sự làm hết khả năng của mình, thì thiếp nghĩ ngài đã có thể cứu được cha thiếp. Ngài có làm thế không? Ngài đang làm mọi thứ trong khả năng của mình chứ? Chắc là chưa rồi. Phải không? Ngài đã có thể cứu được cha thiếp cơ mà.
Thần thiếp xin phép cáo lui. Chúc bệ hạ ngủ ngon.
gì? Ta đã đi tìm ra. Ta tìm ở mỗi ngôi nơi mà ta thấy. Để làm gì chứ? Nàng dâu ấy thế nào? Thiếp vẫn ổn. Nàng ốm xong. Trông nàng không được khỏe. Ngài đừng lo lắng. Cuộc sống của thiếp đang rất yên ổn. Ngài đã thấy thiếp vẫn còn sống rồi mà. Thế còn chưa đủ sao? Sao ngài không nói gì? Ta xin lỗi. Xin nàng hãy tha cho ta. Giờ ngài mới thấy có lỗi à? Khi dù ngài có xin lỗi thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ta xin lỗi. Phụ thầy tha thứ cho ta. Việc đó nhưng không hề thay đổi. Hãy buông tay thiếp ra đi. Thiếp đương nhiên là cũng yêu ngài. Như hiện giờ, điều duy nhất thiếp có thể làm chính là không tha thứ cho ngài. Tiếp sẽ sống và chết ở nơi này một mình. Tiếp hãy rời bỏ cuộc sống, chẳng xé cái thù hận. Đi thôi. Thời nghĩ chúng ta chuyện đến đi đâu à? Chúng sẽ gọi lại phụ nội. Hãy đi bước bên xuống đi. Đến đêm đường đường sẽ xuống cao và hùng vĩ. Thái hậu ở trong này à?
Dương. Phương Dương.
Giờ đây bị hạ thì đạo vua. Khi nào chúng ta mới thấy cảnh thái bình thịnh trị? Để đây là lấy được gì gì của ta? Không phải để cho bọn ta được điều đó sao? Hoàng huynh, cô ta không quỷ đi mai đâu. Ta sẽ để sẽ làm đúng. Hãy làm đúng.
lặng thờ. Nếu cơ thể thì một ngày dù phải trở về tan đâu. Hết cả sau khi lặng vậy, chúng ta vẫn thương xót cho những người đã mất và thương gian đau thương bất giả tạo. Làm vua là thế đấy, không thể có gì vua nào nhân từ đâu. Chỉ có gì vua xứng đáng làm vua thôi. Thank you.
sống thanh thản một ngày thôi. Hãy sống tự do. Chỉ là một ngày thôi. Sao ngày lại sống như thế này chứ? Ngày không được một người nào cuộc đời tha thứ. Lý do ngày sống như thế này là gì? Cô không biết, cô sẽ không nằm lại ngày đâu. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ngày. Thượng quan Phụ quan. Ông nhận được chỉ một lần.